Xin chào các bạn, hôm nay là sáng thứ ba, rất là mát mẻ. Trời không có nắng gắt nhưng mà bầu trời khá là trong xanh nha các bạn. Hôm qua mới mưa xong và nghe nói sắp sửa lại có bão nữa. Nên hôm nay anh em CCM Fast với cái khí hậu rất là mát mẻ nên làm gì cũng khá là hăng say. Từ sáng giờ tiếp nhận khoảng mười mấy chiếc xe rồi các bạn. Nên thời hiện giờ thật ra đã quá tải một cách trầm trọng rồi. Mình đã trễ tiến độ cũng 4-5 xe rồi, nó cũng không hay đối với khách hàng. Thì ngay lập tức, trước đây gắn thêm hai cầu nâng, bây giờ gắn thêm hai cái nữa các bạn. Coi như là bây giờ diện tích của CCM Fast là không còn chỗ nữa để gắn cầu nâng. Tổng cộng là 15 cây cầu, 15 cây cầu tất cả và đều đã full xe. Bây giờ mình chỉ anh em chỉ cố gắng có thể là tăng ca hoặc là như thế nào đó để giải quyết cái số xe này càng sớm càng tốt mà phải giữ vững được cái chất lượng. Sợ nhất mình làm gấp gáp á, lại hư hỏng này nọ nó không hay.